Tuyển tập chuyện cười Việt Nam vô đới phần 5. Trong một hội nghị quốc tế về trồng trọt, đại biểu Pháp phát biểu: Chúng tôi trồng khoai tây vào ngày 15 tháng 5 và thu hoạch vào 15 tháng 8. Đại biểu Anh: Chúng tôi trồng khoai tây vào ngày 15 tháng 5 nhưng thu hoạch vào 15 tháng 7, sớm hơn hẳn 1 tháng. Đại biểu Mỹ: Chúng tôi trồng khoai tây vào ngày 15 tháng 5 nhưng thu hoạch vào 15 tháng 6, sớm hơn hẳn 2 tháng. Đại biểu Việt Nam: Chúng tôi trồng vào ngày 15 tháng 5 và thu hoạch vào 16 tháng. Cả hội trường: Cái gì? Chỉ có một ngày đã thu hoạch được? Vâng, đúng lúc đấy chúng tôi thèm ăn khoai tây đến nỗi không chịu được. Một anh Việt vào một quán bar ở Mỹ. Anh ta gọi một chai vang. Chai vang này giá 100 đô, xin phiền anh gửi tiền trước. Chủ quán tỏ ra cẩn thận. Sau khi uống nửa chai, anh chàng rút tiền ra trả và thách ông chủ quán: Ông nghĩ sao nếu giờ tôi có thể cắn mắt bên trái của mình? Nếu được thì tôi tặng anh chai vang. Chủ quán tỏ vẻ giễu cợt. Ngay lập tức, anh ta moi mắt giả từ mắt trái ra, bỏ vào miệng cắn. Lần nữa nha, bây giờ tôi sẽ cắn mắt phải của mình. 200 đô cho anh. Chủ quán vừa cay cú vừa nghĩ, mình thắng chắc, chả lẽ nó mù sao? Lần này, anh ta tháo hàm răng giả rồi cắn vào mắt phải. Ông chủ quầy kinh ngạc cầm 200 đô đưa cho anh ta. Lần cuối này, 500 đô. Nếu tôi đứng đây mà đái được vào chai rượu đằng kia, ok. Chơi luôn. Tỉnh còn không làm được, huống hồ thằng say này. Rồi anh ta bắt đầu đái vung vãi ra khắp bàn mà chẳng vào chai giọt nào. Thế nào, chấp nhận thua chứ? Người chủ quán hí hửng. Không sao, dù sao tôi vẫn thắng, vì tôi vừa cá 1.000 đô với ông bàn bên kia là có thể đái ra cả quán mà ông chủ bà vẫn cười. Liên hoan kiếm thuật thế giới. Trong một liên hoan kiếm thuật thế giới, hiệp sĩ Pháp ra sân khấu. Nhân viên của ban tổ chức thả ra một con ruồi, ta lập tức vung kiếm, bổ con ruồi ra làm đôi. Cả hội trường vỗ tay như sấm. Tiếp đó, võ sĩ Nhật bổ một con ruồi khác ra làm tư. Cả hội trường nín thở chờ sự xuất hiện của đường kim vô địch Việt Nam. Ruồi thứ ba được thả ra. Kiếm sĩ Việt Nam vung kiếm như gió, mũi kiếm thẳng hướng con ruồi. Nhưng chúng không hề hấn gì. Cả hội trường ngạc nhiên, thất vọng. Riêng anh ta vẫn mỉm cười, mãn nguyện. Có người hét: Con đắc ý à, thất bại rồi. Xin quý vị nhìn kỹ cho. Con ruồi đó tuy vẫn sống, nhưng nó sẽ không bao giờ làm cha được nữa. Ăn món gì? Bà anh Mỹ, Nhật và Việt Nam bị lạc trên một hoang đảo. Ngày qua ngày không có gì ăn, đói quá nên cả ba anh quyết định mỗi ngày một người sẽ cắt một bộ phận thân thể của mình để ăn cho qua cơn đói. Ngày thứ nhất, anh Mỹ quyết định cắt cái chân của mình. Ngày thứ hai, anh Nhật quyết định cắt đi cánh tay của mình. Đến ngày thứ ba, anh Việt Nam mới nghĩ: Nếu mình cắt một cái chân phải nhảy lò cò, ức chế lắm. Cắt cái tay thì khi đi lại nó lại mất thăng bằng. Hay là... Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định vạch quần ra. Hai anh kia thấy thế réo lên: Hurra! Hôm nay có xúc xích Việt Nam nướng để ăn rồi. Anh Việt Nam: Chúng mày đừng có mơ. Hôm nay tao chỉ cho chúng mày ăn sữa chua thôi.